Trong cái cảm xúc đặc biệt này, Len cũng sẽ muốn mời quý vị khán giả chúng ta tiếp tục đắm chìm thêm một bài nữa để từ biệt Phương Quang. Nhưng chắc chỉ là từ biệt nhân dạng của ông ở cõi đời thực này thôi. Còn những bài hát của ông và tâm hồn của ông sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim của chúng ta, đúng không quý vị? Bây giờ thì Len xin phép được mời chị Hồng Nhung hát thêm một bài nữa của Phú Quang. Và nếu có thể được, mời quý vị có thể dùng cái điện thoại của mình bật đèn flash lên. Chúng ta hãy rơi về phía trước. Chúng ta tạo những ngôi sao lung linh trên bầu trời ở đây để Hồng Nhung có thể hát hết tâm hồn của mình tặng cho Phú Quang và những người yêu Phú Quang. Xin mời chị. Xin cảm ơn em. Và nhạc sĩ vẫn thường nói với Hồng Nhung rằng là khi mà cháu hát bài của chú ấy, cháu không cần phải nghĩ đến chú, mà cháu chỉ cần nghĩ đến bài hát thôi. Ai cũng vậy, nhà thơ, nhà văn hay là những người nghệ sĩ, người ta cần mang đến tác phẩm, chứ không phải sự phô trương cá nhân của mình. Vì vậy, xin hãy dành bài hát sau đây là để cho mọi người, để cho tâm hồn Hà Nội, để cho một mùa đông khắc nghiệt, mùa đông rét căm căm, và những con người Hà Nội vượt qua được tất cả những thử thách để đến với sự rung động đẹp đẽ nhất của tâm hồn. Và kể cả khi có những đổ vỡ như là nhạc sĩ đã viết: làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thì ngay cả thực tế có khó khăn đến thế nào, con người Hà Nội vẫn tìm đến một giấc mơ cho tâm hồn của mình vươn lên khỏi thực tại. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Xin hát bài hát sau đây cùng với dàn nhạc, và đặc biệt là phần đệm của dàn nhạc dây. Thank you.
như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Vừa lòng Huy Minh xin mời anh đứng lên và chiếu đèn và xin chào nữa và vỗ tay rất to. Xin cảm ơn rất nhiều.